Tiên tri tiết lộ, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, biết ba cơ mệnh này, rũ sạch tai ương, vượt qua vận hạn, đổi đời giàu sang, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vâng, quý anh chị tuổi Quý Sửu thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng mong muốn số mệnh của mình tốt đẹp thuận lợi, cuộc sống luôn hạnh phúc ấm êm chẳng phải lao tâm khổ tứ phải không nào. Thế nhưng, số mệnh con người đều đã được an bài từ đầu đến cuối, chỉ có số ít người nắm được cơ mệnh phất lên như diều gặp gió, đổi vận giàu sang phú quý trong chớp mắt. Mới đây nhất, thần đồng tiên tri Ấn Độ tiết lộ rằng, người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, sau 51 tuổi có nhiều khó khăn trong vận trình hung tinh chờ trực chuẩn bị giáng xuống đầu con giáp này. Tuy nhiên, nếu nắm bắt được ba cơ hội vàng này, bản mệnh sẽ xoay chuyển vận mệnh, cải biến càn khôn, tiền bạc ào ào kéo đến, trả sạch nợ nần, cuộc sống hàng ngày dư giả tiền tiêu, mọi người đều chẳng hiểu vì sao. Như vậy, ba cơ hội đó là gì? Vận trình Quý Sửu sau 51 tuổi sẽ biến đổi ra sao? Mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Người tuổi Quý Sửu mệnh có tài, lại được phúc tinh tử vi chiếu rọi, nên cả đời no ấm không lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống an nhàn cao sang quyền quý. Con giáp này có tiếng là người ổn định và đáng tin cậy, họ công bằng tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Đa phần những người cầm tinh con trâu đều có đức tính cần cù, chịu khó, nhẫn nại vượt qua mọi gian khổ, chính vì thế mà họ thường đạt được những mục tiêu đã đặt ra. Người tuổi Quý Sửu có chí tiến thủ và ham muốn lãnh đạo, nghị lực phi thường và tinh thần trách nhiệm cao, lại khiêm tốn cẩn trọng nên gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Đây là con giáp có những nguyên tắc và thói quen rất đặc biệt, họ luôn mong muốn có cuộc sống ổn định và an toàn. Họ hy vọng mọi người xung quanh cũng tuân theo nguyên tắc và lắng nghe sự phân công của mình. Tình yêu gia đình sâu sắc nhưng những kỳ vọng quá cao đối với người thân của họ sẽ khiến cho mọi người cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Người tuổi này may mắn được quý nhân phù trợ, thường gặp hung hóa cát, nhờ thế mà cuộc sống phú quý giàu sang. Tuy thời trẻ gặp nhiều sóng gió nhưng đều thuận lợi vượt qua, hậu vận tốt lành, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào, gia đình hạnh phúc. Đặc trưng tính cách của người tuổi Quý Sửu, điểm mạnh của những người sinh vào năm Quý Sửu là có tính nhẫn nại cao và luôn luôn thành thật. Tuy nhiên, đôi lúc thường hay cố chấp, khả năng giao tiếp kém, các mối quan hệ xã hội vì thế mà có phần hạn hẹp. Phụ nữ tuổi Quý Sửu cả tin, dễ nghe lời đường mật của người khác mà làm theo, nên khó tránh khỏi thất bại, nên cẩn trọng hơn. Người cầm tinh con trâu thường trầm mặc ít nói khó được lòng người khác, cũng không hay được trọng dụng. Tuy nhiên, nội tâm họ lại rất ôn hòa, làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, khả năng hoạt động độc lập tốt, kiên trì, nghị lực. Họ luôn mong muốn gây dựng cho bản thân và gia đình cuộc sống giàu sang, nên thường xa nhà lập nghiệp từ khi còn rất trẻ. Thời thanh niên gặp nhiều vấp váp, nhưng may mắn quý nhân phù trợ, tay trắng làm nên sự nghiệp. Trung niên chịu nhiều phiền muộn về sức khỏe và tinh thần, song hậu vận vô cùng tốt đẹp, có phúc an nhàn. Người tuổi này sống theo cảm xúc, song yêu đương luôn rõ ràng, minh bạch, không bao giờ có chuyện trăng hoa, đường tình duyên đôi lúc gặp trắc trở. Đặc biệt, nữ giới có thể vì tham gia hoạt động xã hội mà gia đình sóng gió, song chỉ cần có lòng thì mọi hiểu lầm sẽ được hóa giải. Ưu điểm lớn nhất của người tuổi Quý Sửu chính là tinh thần trách nhiệm cao, cuộc sống thực tế, mọi chuyện đều suy xét kỹ càng trước khi hành động, có lòng yêu nước nồng nàn, có hoài bão lý tưởng, coi trọng công việc và gia đình, tính cách cương trực quật cường là mẫu người bảo thủ và truyền thống. Tuy nhiên, quá cứng nhắc, không khéo léo cư xử lại dễ nổi nóng, nên người này thường khiến mọi chuyện rơi vào thế không thể vãn hồi. Tính cách bình tĩnh, cẩn trọng, người cầm tinh con trâu không bao giờ hoảng loạn khi đối mặt với khó khăn, họ không dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường hay suy nghĩ của người khác, luôn giữ vững tinh thần kiên trì làm đến bước cuối cùng, trước khi quyết định hay hành động, họ sớm đã suy nghĩ kỹ càng chuẩn bị đầy đủ, nhờ thế mà đã thực hiện là sẽ đạt được thành công. Tuy nhiên, tính cách cố chấp thích thể hiện bản thân, đam mê sự nghiệp, loại nghị lực phi thường, nên người này không hợp làm những công việc lặng lẽ, họ là những nhà lãnh đạo bẩm sinh. Nữ tuổi Quý Sửu là mẫu mẹ hiền, vợ đảm, biết chăm lo thu vén gia đình, cũng rất coi trọng việc giáo dục, dạy dỗ con trẻ. Nam tuổi Quý Sửu hết lòng phấn đấu sự nghiệp để dành cho gia đình những điều tốt đẹp nhất. Nam mạng, xem tử vi thấy rằng cuộc sống của người Quý Sửu nam mạng từ thuở nhỏ đã gặp nhiều khó khăn, gian khổ. Vì vậy, họ sớm ý thức được mơ ước hoài bão của mình, trưởng thành và đi lên từ hai bàn tay trắng, họ đạt được nhiều thành công và xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc ổn định. Trong cuộc đời tuổi Quý Sửu có nhiều bạn bè tri kỷ tốt, mỗi khi hoạn nạn đều có quý nhân phù trợ, giúp đỡ vượt qua khó khăn. Nếu tích cực tham gia các hoạt động từ thiện giúp đỡ người khó khăn, sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.
nữ mạng. Theo thầy tử vi học Phương Đông, nữ tuổi Quý Sửu hiền lành và xinh đẹp, chăm chỉ, cần cù và chịu khó, cả cuộc đời phấn đấu làm việc, nhưng có khi gặp phải những khó khăn, cản trở bước tiến. Vận mệnh ít gặp may mắn về tiền bạc, phải tự mình phấn đấu vươn lên, cuộc sống thăng trầm nhiều sóng gió, bước sang tuổi trung niên vẫn gặp nhiều vất vả. Khi về già mới bắt đầu được hưởng phúc từ con cái, cuộc sống an nhàn. Tổng kết, phụ nữ Quý Sửu cuộc đời nhiều khổ cực, công danh sự nghiệp hầu như không có, trung niên vất vả nhưng được hưởng phúc về già. Nữ mạng tuổi Sửu hưởng thọ từ 70 đến 81 tuổi, nếu ăn ở phúc đức, hướng thiện thì sẽ được gia tăng niên kỷ. Về mặt sự nghiệp, công việc. Sự cần cù siêng năng luôn là ưu điểm, giúp người tuổi Quý Sửu đạt được thành công trong mọi khía cạnh của cuộc sống, kể cả trong sự nghiệp, mỗi ngày họ đều nỗ lực trau dồi kiến thức và nâng cao kỹ năng. Họ tuyệt đối không bao giờ sa đà vào những thói ăn chơi vô bổ mà bỏ bê công việc, không sớm thì muộn, công sức của họ sẽ được đền đáp bởi công lao xứng đáng. Sự kiên cường chính là chìa khóa giúp người tuổi Quý Sửu có thể theo đuổi được mục tiêu trong công việc. Nhờ có lập trường cứng rắn vững vàng, không ai có thể dễ dàng khiến họ thỏa hiệp hay từ bỏ kế hoạch đã định ra từ đầu. Tuy nhiên, tính cách này đôi lúc khiến người tuổi Quý Sửu trở nên bảo thủ và cứng đầu. Trong nhiều trường hợp, họ cần phải học cách lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người khác. Người tuổi Quý Sửu có khả năng sắp xếp làm việc một cách khoa học để đạt được năng suất hiệu quả nhất. Họ thích tự mình tìm hiểu mọi quy trình làm việc hơn là đi tắt đón đầu. Những người tuổi này luôn hiểu rõ mọi chi tiết về công việc như lòng bàn tay, nên rất ít khi mắc sai lầm nghiêm trọng trong công việc, đứng trước bất cứ một vấn đề nào. Người tuổi Quý Sửu cũng dành thời gian xem xét, cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định, nhờ có kiến thức uyên bác và tài nhìn xa trông rộng. Họ không bao giờ bị cám dỗ bởi những lợi ích trước mắt. Đây là những ưu thế vượt trội giúp họ trở thành những nhà kinh doanh thành công từ khi còn trẻ. Vì được xây dựng trên các kế hoạch chi tiết, nên sự nghiệp của họ rất bền vững. Trong công việc, người tuổi Quý Sửu luôn được đánh giá là người trung thực thẳng thắn, với tư tưởng luôn lấy chữ tín làm đầu. Họ tuyệt đối không bao giờ dùng thủ đoạn để đạt được lợi ích trong kinh doanh. Họ muốn cạnh tranh công bằng với các đối thủ, chứ không muốn dùng đến chiêu trò để chiến thắng. Tinh thần trách nhiệm của những người tuổi Quý Sửu lúc nào cũng khiến người khác phải thán phục. Họ không chỉ nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp mà cũng thường xuyên đứng ra gánh vác trách nhiệm lớn lao trong công ty. Chính vì thế, họ không chỉ nhận được sự ủng hộ, yêu mến từ đồng nghiệp mà còn được cấp trên tin tưởng trọng dụng. Phẩm chất này đã giúp họ thăng tiến nhanh chóng trên con đường sự nghiệp. Người tuổi Quý Sửu sẽ trở thành một vị lãnh đạo sáng suốt, công bằng trong mắt những nhân viên cấp dưới. Họ sẽ cố gắng thực hiện những lời đã hứa với nhân viên. Bên cạnh đó, họ rất ghét sự giả tạo nên những người tỏ ra xu nịnh sẽ khiến họ cảm thấy phản cảm. Vốn là người nguyên tắc, những nhà lãnh đạo tuổi Quý Sửu luôn yêu cầu các nhân viên phải tuân theo mệnh lệnh của mình đối với các đối tác làm ăn. Những người tuổi Quý Sửu rất đáng tin cậy vì không ưa nợ nần nên họ luôn cố gắng thanh toán đúng thời hạn tất cả các khoản nợ. Những người tuổi này luôn là người khắt khe trong mọi việc nên những sản phẩm và dịch vụ của công ty luôn được đảm bảo chất lượng. Những điều này giúp họ có thể xây dựng những mối quan hệ làm ăn lâu dài. Nhược điểm của người tuổi Quý Sửu là bản tính quá cứng nhắc và nguyên tắc. Họ ngại thay đổi trước những thay đổi liên tục của thị trường. Sự bảo thủ này có thể khiến cho họ bị các đối thủ khác bỏ xa trên con đường sự nghiệp để không trở thành con người lỗi thời. Họ cần phải học cách đổi mới bản thân không ngừng bằng cách cập nhật những xu hướng mới nhất. Nam mạng tuổi Hợp làm ăn. Nam mạng tuổi Quý Sửu khi làm việc rất cần cù, chăm chỉ và tập trung, thế nhưng đôi khi họ thiếu đi sự sáng tạo và quyết đoán. Bởi vậy, Quý Sửu nên hợp tác làm ăn với tuổi Ất Mão, Kỷ Mùi, Đinh Tỵ và Quý Sửu. Điều đó sẽ giúp công việc làm ăn của họ có những bước tiến triển thuận lợi hơn. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, chọn ngày tốt, giờ tốt để tiến hành những việc quan trọng giúp chúng ta có thêm may mắn. Tự tin để công việc được diễn ra tốt đẹp thành công, nam mạng Quý Sửu mỗi khi xuất hành nên chọn giờ chẵn, ngày chẵn, tháng lẻ để tăng thêm may mắn cho bản thân. Nữ mạng tuổi Hợp làm ăn. Trong công việc, nếu nữ tuổi Quý Sửu có ý tưởng kinh doanh hay đầu tư thì nên chọn các con giáp sau đây để hợp tác thì sẽ rất thành công. Đó là Quý Sửu đồng tuổi, Ất Mão và Đinh Tỵ. Những con giáp này sẽ là một sự trợ giúp vô cùng vững vàng, đem lại may mắn và tài lộc cho Quý Sửu. Tuổi Đại Kỵ không nên hợp tác làm ăn với các tuổi Nhâm Tuất và Canh Tuất. Đây là hai tuổi Đại Kỵ với tuổi Quý Sửu. Nếu làm ăn hợp tác kinh doanh với những tuổi này sẽ khiến cho Quý Sửu nhiều lần gặp phải khó khăn, cũng không nên kết hôn với những người này bởi sẽ có thể cuộc sống vợ chồng sẽ rất vất vả, nhiều điều phải lo. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, trước khi bắt đầu làm một việc trọng đại nào đó,
thì nữ Quý Sửu cũng nên chú ý tới ngày giờ xuất hành, sao cho công việc thêm thuận lợi và đem lại nhiều may mắn. Xuất hành vào giờ chẵn, tháng chẵn, ngày lẻ là tốt và phù hợp. Về mặt tài lộc, tài lộc của người tuổi Quý Sửu không thể nói là từ trên trời rơi xuống, mà đều là những đồng tiền mồ hôi, nước mắt, là công sức khổ cực của họ làm ra. Nếu theo nghiệp kinh doanh, khi kết giao bạn bè nên chọn bạn mà chơi, đừng thân thiết với những người tâm cơ thực dụng, nên kiên nhẫn, bình tĩnh không nóng vội, lấy thủ làm công, lấy lui làm tiến. Vốn là người ngay thẳng trọng chữ tín, nên đôi khi bạn quên mất việc phải đề phòng người khác mà luôn đặt trọn niềm tin cho đối phương. Nên nhớ, thương trường là chiến trường, trên thương trường không có tri âm, tri kỷ, càng không có anh em, bạn bè. Người tuổi Quý Sửu hiểu giá trị của đồng tiền, quý trọng công sức của bản thân, nên không bao giờ tiêu xài hoang phí, họ hiếm khi nổi hứng mua sắm. Tiêu tiền vào những thứ không đâu, tiền của làm ra được họ dùng để tiết kiệm, coi việc nhịn ăn, nhịn mặc, để tiền bạc nhiều thêm làm niềm vui và cố gắng phát huy hết mức. Bản thân mệnh cách tuổi Quý Sửu đã có số vượng tài, đặc biệt sau 51 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ, bạn cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài. Muốn có hoạnh tài bất ngờ, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt, có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Từ nay trở đi nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc nếu chưa sắp xếp được thời gian. Khi dồn công sức cho một việc, thành công sẽ lớn hơn là phân tán, dù hứa hẹn một năm nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu. Nhưng tuổi Quý Sửu nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu, hết sức tránh tình trạng lãng phí, kẻo tiền mồ hôi xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại. Có thời điểm, tuổi Quý Sửu sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn, trong gian khó bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người, quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Về mặt tình cảm, tuổi Quý Sửu khá trầm lặng và lạnh lùng, nên không có được nhiều sức hút đối với phái nữ. Những người tuổi này không đa sầu, đa cảm, nên họ rất ít khi tỏ ra lụy tình. Họ luôn cân nhắc trong chuyện lựa chọn bạn bè, nên đương nhiên cũng cực kỳ cẩn thận trong chuyện lựa chọn bạn đời. Vì tính tình kén cá chọn canh, những người tuổi này thường yêu và kết hôn khá muộn, nhưng bù lại con đường tình duyên của họ khá yên bình. Các mối quan hệ của người tuổi Quý Sửu nhất định phải được xây dựng dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng, thấu hiểu và tình yêu đối với họ cũng vậy. Họ muốn dành thời gian tìm hiểu dần dần về đối phương trước khi cả hai tiến xa hơn trong mối quan hệ. Sâu bên trong tâm hồn của người tuổi Quý Sửu có một trái tim nồng nhiệt chân thành, vốn là một con người điềm đạm, họ ít khi thể hiện tình cảm bằng những lời tán tỉnh mùi mẫn. Một khi đã yêu say đắm, những người tuổi này thường bày tỏ tình cảm đối với đối phương qua những hành động yêu thương sâu sắc. Tình yêu của người tuổi Quý Sửu sâu lắng nhưng rất ngọt ngào ấm áp. Đối với người tuổi Quý Sửu, gia đình có một vai trò thiêng liêng, họ coi đây là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp họ bình tâm trước sóng gió cuộc đời. Chính vì thế, họ coi gia đình là sự quan tâm hàng đầu, thậm chí quan trọng hơn cả sự nghiệp. Những người này sẵn sàng hy sinh, nhường nhịn để những người thân yêu có một cuộc sống yên bình. Những cô gái tuổi Quý Sửu rất nhu mì, cẩn thận và tỉ mỉ là hình mẫu lý tưởng đối với nhiều chàng trai. Tấm lòng chung thủy của phụ nữ tuổi này là điều không thể nghi ngờ. Khi đã trao lòng cho người khác, họ sẽ kiên quyết từ chối bất cứ ai có ý định tán tỉnh họ. Họ dành ra nhiều tâm tư để chiều lòng người yêu, họ thậm chí có thể thay đổi bản thân mình để thu hút sự chú ý của đối phương. Phụ nữ tuổi Quý Sửu rất xứng đáng với danh hiệu vợ đảm, dâu hiền, bởi lẽ họ luôn toàn tâm toàn ý chăm lo cho công việc gia đình, đức tính hy sinh, chịu thương, chịu khó, luôn được thể hiện rõ ràng. Ở những người phụ nữ tuổi Quý Sửu, họ sẽ trở thành hậu phương vững chắc để tiếp thêm sức mạnh cho chồng trước những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Tuy nhiên, con gái tuổi này vẫn có một số nhược điểm cần phải khắc phục khi yêu. Sau mỗi lần thất bại trong tình ái, họ phải mất rất nhiều thời gian để chữa lành vết thương lòng. Sự tổn thương có thể chôn chặt trong tim, khiến họ phải trở nên rụt rè trong tình yêu. Phụ nữ tuổi Quý Sửu cũng có tính chiếm hữu lớn đối với người bạn đời của mình. Đôi khi họ bị lòng ghen tuông khống chế và gây ra những hành động khiến đối phương khó chịu. Họ sẽ có hạnh phúc viên mãn nếu tỏ ra bao dung, độ lượng hơn. Nam giới tuổi Quý Sửu luôn tỏ ra thận trọng trong tình yêu. Mẫu người con gái lý tưởng của họ là những cô nàng dịu dàng yếu đuối. Họ sẽ có được cảm giác mãn nguyện mỗi khi bao bọc chở che cho người con gái mà họ yêu.
Chính vì luôn tôn thờ về một mối tình cao đẹp, nên nam tuổi Quý Sửu dễ cảm thấy hụt hẫng với hiện thực cuộc đời. Những cô gái sẽ cảm thấy may mắn khi kết duyên với một chàng trai tuổi Quý Sửu, bởi vì đàn ông tuổi này rất biết quan tâm, chăm sóc cho gia đình, để vợ con có cuộc sống ấm no, họ vẫn sẵn lòng làm những công việc cực nhọc. Tuy nhiên, đàn ông tuổi Quý Sửu có tính gia trưởng và luôn bắt buộc các thành viên trong gia đình phải tuân theo các quy định do họ đặt ra. Để tránh tạo bầu không khí căng thẳng trong gia đình, họ cần phải giảm bớt tính khắt khe của mình. Chuyện tình duyên của nam mạng tuổi Quý Sửu. Nam mạng tuổi Quý Sửu sinh tháng 5, tháng 7 và tháng 11 âm lịch, muốn xây dựng một tình yêu đẹp trọn vẹn dài lâu thì cần phải có thời gian tìm hiểu và gắn bó với nhau, không nên vội vàng hấp tấp dẫn đến những sai lầm trong chuyện tình cảm. Nam mạng tuổi Quý Sửu sinh tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 6, tháng 8 và tháng 12 âm lịch, sớm tìm cho mình được ý chung nhân tâm đầu ý hợp. Thế nhưng không phải tình yêu nào cũng trọn vẹn và dài lâu, cần phải biết nhường nhịn, lắng nghe và cùng nhau chia sẻ những khó khăn, gian khổ trong cuộc sống. Nam mạng tuổi Quý Sửu sinh tháng 2, tháng 9 và tháng 10 âm lịch, thuận vợ thuận chồng, hòa hợp chung sống hạnh phúc. Những người sinh vào tháng này ắt sẽ có hôn nhân trọn vẹn, tình yêu vĩnh cửu, cần phải biết trân trọng mối nhân duyên của mình, nếu không sau này sẽ hối hận. Chuyện tình duyên của nữ mạng tuổi Quý Sửu. Nữ Quý Sửu đường tình duyên nhiều trắc trở và lận đận, sinh vào tháng 3, tháng 7 và tháng 12 âm lịch. Những người này sau kết hôn thường rất vất vả, nhiều khó khăn. Trong cuộc sống hôn nhân họ phải chịu nhiều vất vả và khổ cực, những điều đó không may mắn. Đôi khi làm hai vợ chồng cũng có những xích mích nhỏ, nếu hai người tin tưởng và tôn trọng nhau hơn thì cuộc sống nhất định sẽ khác. Sinh vào các tháng 4, tháng 5, tháng 8 và tháng 11 âm lịch, cuộc sống sau hôn nhân của nữ Quý Sửu có nhiều điều buồn phiền và lo âu. Tuy nhiên, nếu kết hôn lần thứ hai thì họ sẽ nhận được sự yêu thương từ phía người kia và sẽ có cuộc sống an nhàn, bình ổn. Nữ tuổi Quý Sửu sinh vào các tháng 1, tháng 2, tháng 6, tháng 9 và tháng 10 âm lịch thì vận số rất may mắn. Tuy trong cuộc sống có đôi lúc vất vả, nhưng họ lại được hưởng tình yêu thương trọn vẹn từ phía người chồng của mình. Về mặt sức khỏe, người tuổi Quý Sửu thường dễ các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, bệnh dạ dày, nên chú ý thói quen sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, song chỉ luyện tập thể dục, thể thao, tăng cường thể lực. Người tuổi Quý Sửu lại hay ghen ghét, đố kỵ mà nổi nóng, vì thế cần chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Vận trình lưu niên của người tuổi Quý Sửu qua các năm. 1. Tuổi Quý Sửu gặp năm Tý. Xem vận trình lưu niên của tuổi Quý Sửu thấy rằng, năm Tý được chính quan chiếu mệnh, người tuổi Quý Sửu hành xử gặp nhiều điều cát lợi, có cơ hội được cất nhắc thăng tiến, gặp hung hóa cát, giữa năm có họa tiểu nhân, tuy nhiên không gây nên sóng gió gì lớn, bản mệnh hành xử khéo léo thì ắt hóa giải được mọi chuyện. 2. Tuổi Quý Sửu gặp năm Sửu. Năm này vận thế ảm đạm, công danh hay tài lộc đều không có bước phát triển lớn, thậm chí còn gặp phải cản trở. Tuy là năm bản mệnh không gặp nhiều thuận lợi, song chỉ cần bản mệnh chăm chỉ cố gắng, đến cuối năm vẫn có cơ hội thu về thành tích đáng mừng. 3. Tuổi Quý Sửu gặp năm Dần. Xem vận trình lưu niên của tuổi Quý Sửu trong năm này, gia đình bản mệnh có thể gặp chuyện vui liên quan đến cưới hỏi. Tuy nhiên, đến cuối năm vận trình xuống dốc, kế hoạch đặt ra có thể không đạt được như ý muốn, vì thế bản mệnh cần làm nhiều việc tốt, chớ nên chạy theo danh lợi, rồi cuối cùng loại xôi hỏng bỏng không. 4. Tuổi Quý Sửu gặp năm Mão. Người tuổi Quý Sửu dễ gặp phải tai họa trong năm nay, vì thế bản mệnh cần phải nhắc nhở bản thân cố gắng kiềm chế, chớ nên nóng nảy chuyện bé xé ra to. Nếu có thể giữ được quan hệ hài hòa với mọi người thì ắt vượt qua mọi chuyện bình an. Năm này tài vận không lý tưởng, cần hạn chế đầu tư giữ gìn những gì mình đang có. 5. Tuổi Quý Sửu gặp năm Thìn. Năm này hung cát đan xen, cần hành sự thận trọng, nếu không dễ rơi vào cảnh trắng tay. Bản mệnh nên thuận theo tự nhiên, chớ nên cố chấp. Hãy chú ý lắng nghe lời khuyên của mọi người. Nếu có thời gian rảnh, hãy học hỏi bổ sung thêm kiến thức cho mình, cũng như chủ động giúp đỡ người khác. 6. Tuổi Quý Sửu gặp năm Tỵ. Căn cứ vận trình lưu niên của tuổi Quý Sửu, năm Tỵ vượng đường tài lộc, người làm ăn kinh doanh có thể xem xét việc hợp tác mở rộng quy mô vào thời điểm này. Tuy nhiên, trong năm họa khẩu thiệt thị phi cũng nhiều, bản mệnh cần cẩn thận trong việc kết giao, nếu không tự đẩy mình vào rắc rối. 7. Tuổi Quý Sửu gặp năm Ngọ. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, năm này người tuổi Quý Sửu phải đối diện với nhiều rắc rối, dễ gây thù chuốc oán với kẻ tiểu nhân, dẫn đến họa phá tài.
thậm chí ảnh hưởng đến cả đường tình duyên. Song đến cuối năm có quý nhân tương trợ hóa giải tai họa, vận trình có dấu hiệu đi lên, thậm chí có cơ hội chuyển bại thành thắng. 8. Tuổi Quý Sửu gặp năm Mùi. Cẩn thận gặp phải họa phá tài của năm Mùi, bản mệnh làm gì cũng nên cố gắng bằng chính sức của mình, không nên ngại vất vả hoặc có lòng hãm hại người khác. Tuy nhiên, cần phải đề phòng người khác nhiều hơn, cuối năm vẫn thế có dấu hiệu lạc quan, có thể tiến hành đầu tư hoặc khởi nghiệp. 9. Tuổi Quý Sửu gặp năm Thân. Năm Thân là năm đại cát, đại lợi, sự nghiệp đạt tới bước phát triển mới, nên dũng cảm thử thách bản thân để gặt hái được nhiều thành công, năm này cũng có lợi cho việc cưới hỏi sinh con. Có điều bản mệnh vẫn chớ nên lơ là đề phòng sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu dư giả thời gian và tiền bạc thì nên hành thiện tích đức. 10. Tuổi Quý Sửu gặp năm Dậu. Năm này lành ít dữ nhiều, bản mệnh nên chú ý phát triển các mối quan hệ xã giao lành mạnh, như vậy thì đến khi gặp khó khăn mới có người giúp đỡ. Thời điểm này nên hạn chế đầu tư, hạn chế mâu thuẫn với người khác, chú ý giữ gìn sức khỏe, trong năm nên giữ tinh thần lạc quan, bình tĩnh đối diện khó khăn. 11. Tuổi Quý Sửu gặp năm Tuất. Bước sang năm Tuất, sự nghiệp của bản mệnh có sự phát triển thuận lợi, tài lộc thịnh vượng, đào hoa cũng có dấu hiệu nở rộ. Năm này bản mệnh hãy luôn ở trong tư thế sẵn sàng để nắm bắt các cơ hội đến với mình. Tuy nhiên, cần chú ý giữ mình, tránh háo sắc gây ảnh hưởng đến tiền đồ. 12. Tuổi Quý Sửu gặp năm Hợi. Lưu niên bất lợi, năm này bản mệnh bắt tay vào làm việc gì cũng khó, tiến thoái lưỡng nan, may mắn cuối năm có quý nhân phù trợ. Vận mệnh đã vất vả hơn, tránh được nhiều tai họa, thời điểm này tài lộc dậm chân, bạn nên chi tiêu tiết kiệm, hạn chế đầu tư chi tiêu phung phí. Vận mệnh tuổi Quý Sửu với tháng sinh âm lịch. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 1. Bản mệnh có tài, có đức, không vì quyền thế địa vị mà đánh mất lương tâm, họ chăm làm điều thiện tích phúc, tích đức cho con cháu, nhiều bạn bè và các mối quan hệ xã hội. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 2. Người sinh vào tháng 2 âm lịch được số mệnh ưu ái sống cảnh giàu sang, cả đời hưởng phúc, sức khỏe của những người này cũng không có gì đáng lo ngại, ít mắc bệnh vặt. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 3. Bản mệnh độc lập tự cường, gây dựng sự nghiệp bằng chính sức mình, người này cũng không ưa luồn cúi, nịnh nọt, do vậy tuy hơi vất vả nhưng cuối cùng cũng được cuộc sống như ý muốn. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 4. Người sinh tháng 4 biết trước, biết sau, thấu đáo tinh tế trong mọi chuyện, lại thêm quý nhân phù trợ, nên mệnh chủ có số giàu sang, địa vị cao trong chốn quan trường. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 5. Đây là người có tài năng văn chương nghệ thuật, được người người tán thưởng ngưỡng mộ, họ ít có duyên buôn bán, nên gặp một số gian nan trắc trở nhất định. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 6. Tuổi Hợi sinh tháng 6 trọng tình cảm, tài hoa có thừa, nhưng lại đa sầu, đa cảm, nên dễ bị bỏ mất cơ hội. Bản mệnh nên quyết đoán và nỗ lực nhiều hơn, ắt sẽ thành công. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 7. Người sinh vào tháng này thông minh, tài giỏi, cuộc sống thuận lợi may mắn, nhưng đôi khi họ khiến người khác phật ý vì tính bảo thủ, nóng nảy và làm theo ý mình. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 8. Thời trẻ vận mệnh có phần trắc trở, đường lập nghiệp muôn trùng khó khăn. Tuy nhiên, những thử thách này bản mệnh đều dễ dàng vượt qua, tiến thẳng tới đích, về sau họ được hưởng thanh nhàn, thành công hơn nhiều người khác. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 9. Tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 9 âm lịch, ưa cuộc sống an bình, ít thăng trầm sóng gió, số phận bản mệnh được ưu ái nhiều vận may, không phải lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 10. Bản mệnh tính tình nhã nhặn lịch thiệp, cư xử lễ độ nên giành được thiện cảm, dù vậy, đôi khi họ hơi hiếu thắng, gặp chuyện phải tranh cãi đến cùng. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 11. Đây là những người thành công trên cả phương diện công việc và cuộc sống. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu sinh tháng này rất ít gặp phải gian nan trắc trở, mưu sự dễ thành. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 12. Tuổi Quý Sửu sinh cuối năm khó được thuận lợi như những tháng khác, nhưng nếu bản mệnh biết suy nghĩ tích cực, chuẩn bị chu đáo cho mọi tình huống thì không gì có thể ngăn cản thành công của họ. Diễn biến từng năm tuổi Quý Sửu. Từ tuổi 51 tuổi đến 56 tuổi, những khó khăn gian khổ của tuổi trẻ đã qua đi, cuộc sống sự nghiệp đã ổn định vững chắc, gia đình ấm êm hòa thuận, con cái thành đạt, vợ chồng thủy chung son sắc. Từ năm 57 tuổi đến năm 60 tuổi, cuộc sống an nhàn, sung sướng đầy đủ, nhưng không nên chủ quan về tình hình sức khỏe, nếu có bệnh tật cần phải chữa trị tận gốc, đề phòng những biến chứng về sau này,
gia đình đông vui, con đàn cháu đống sum vầy quây quần bên nhau. Phần tiếp theo là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Năm bí quyết làm giàu cho tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973 đổi vận phát tài sau 51 tuổi. Năm lối nghĩ kiểu người giàu giúp bạn kiếm nhiều tiền hơn. Thật vậy, tư duy kiếm tiền của một người sẽ quyết định người đó trở thành người nghèo hay người giàu. Mỗi khi bạn có tư duy giàu có của người giàu, thì thành công đối với bạn chỉ là vấn đề thời gian. Về vấn đề này, có 5 tư duy kiếm tiền mà không phải ai cũng biết, càng không có gì lạ khi họ ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn. Đầu tiên, dám gạt bỏ thể diện để có tiền. Trong mắt của hầu hết mọi người, thể diện tương đương với lòng tự trọng. Một khi bạn mất thể diện, bạn sẽ dễ dàng để mất đi phẩm giá của mình, không chỉ xấu hổ mà còn dễ bị người khác trêu chọc khinh thường. Tuy nhiên, trong thời đại thực sự này, miễn là cơ hội kiếm tiền, bạn cần phải nắm chắc nó. Mặc dù rất khó chịu khi mất mặt, nhưng những ngày đếm tiền là vô cùng đẹp. Chẳng hạn bạn làm trà lách xeo, bạn rất ngại khi ngày nào cũng gọi làm phiền khách hàng. Nhưng đây là cơ hội để giúp họ biết thêm thông tin về sản phẩm của công ty và cũng giúp bạn có đủ doanh số trong tháng, biết đâu họ sẽ mua thì sao. Do đó, những người giàu không cố tình bảo vệ thể diện một cách quá mức của họ mà từ bỏ việc kiếm tiền, chừng nào họ gặp được cơ hội kiếm tiền, họ sẽ kiên trì giành lấy dù cho phải thuyết phục người khác rất nhiều lần, đổi lại họ có nhiều của cải hơn cho bản thân. Thứ hai, rèn luyện tư duy phản biện dễ kiếm tiền hơn. Nhiều người mặc dù họ có ý tưởng kinh doanh nhưng vẫn khó tạo ra sự khác biệt trong sự nghiệp của họ. Lý do chủ yếu là vì bộ não bị ràng buộc bởi suy nghĩ quán tính, quen nhìn mọi thứ bằng con mắt của công chúng, sử dụng phương pháp của công chúng để giải quyết vấn đề, và cuối cùng con đường đạt được sự giàu có luôn chậm hơn những người khác. Do đó, những người giàu thường thoát khỏi suy nghĩ quán tính và sử dụng suy nghĩ ngược lại để làm mọi việc, do đó khiến bản thân có nhiều khả năng thành công hơn. Rốt cuộc, tư duy phản biện có thể rèn luyện ý thức não bộ và nhìn nhận vấn đề theo chiều ngược lại, thường có thể đưa ra những cách làm sáng tạo hơn, giúp giải quyết vấn đề dễ dàng hơn. Thứ ba, quan hệ rộng hay hẹp quyết định bạn kiếm được nhiều tiền hay ít tiền. Như người ta vẫn nói, nghèo dù cho ở trước mặt cũng chẳng ai thấy, còn giàu thì dù ở nơi rừng sâu nước độc cũng có người đến làm thân. Nhìn vào những câu chuyện thành công của vô số doanh nhân, người nào không có nhiều mối quan hệ, cho dù đó là kinh doanh nhỏ hay doanh nghiệp, thường không thể tự mình thành công. Cũng giống như một con sói không thể bắt được con mồi. Nếu chỉ có một mình, sói không chỉ dễ dàng để con mồi trốn thoát, mà còn dễ làm tổn thương chính nó. Nhưng nếu một nhóm sói đi bắt mồi, con mồi chỉ có thể bị bao vây và không thể thoát thân được. Như đã nói, đi theo đúng người, đi đúng đường, làm đúng việc và phấn đấu đến cùng, thì sớm muộn cũng thành công. Trong mắt người giàu, quan hệ càng rộng thường càng dễ kiếm nhiều tiền, có nhiều người bạn thì có nhiều sự giúp đỡ. Một khi sự nghiệp của họ gặp khó khăn, họ cũng có thể nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè kịp thời. Thứ 4, tiết kiệm tiền không phải là cách tốt nhất để kiếm tiền. Vì tiền nằm im một chỗ là tiền chết, nên tiền cần phải lưu động. Nhiều người có một nhận thức sai lầm như thế này, nếu tiền được tiết kiệm chắc chắn sẽ có thể dấn thân vào con đường trở nên giàu có. Tuy nhiên, thật khó để làm giàu bằng phương pháp như vậy, rốt cuộc số tiền tiết kiệm được không có nhiều giá trị. Chưa kể các chi phí hàng ngày, nếu bạn tiếp tục trong một thời gian dài, sẽ rất khó để tiết kiệm nhiều tiền. Chưa kể, bạn còn có những thú vui khác như đi trà sữa cùng lũ bạn cuối tuần, bạn thân mời đi đám cưới hay tiệc tùng với công ty. Liệu bạn có đủ can đảm không đập hộp heo khi thấy chiếc áo bạn thích sale 50%? Do đó, thói quen của người giàu thường để tiền lưu thông, họ đầu tư kinh doanh để tiền đẻ ra tiền kiếm ra tiền ngày càng nhiều hơn. Hàng ngày họ còn dùng thời gian để kiếm tiền từ người khác. Cách này tốt hơn nhiều so với tiết kiệm tiền. Người giàu thường sử dụng đầu tư giá trị gia tăng và quản lý tài chính từng chút một, sử dụng tiền lương chết và thu nhập cố định để đầu tư sinh lãi và quản lý tài sản, sử dụng nguyên tắc nhân và hiệu ứng gộp để trở nên giàu có. Thứ năm, chuẩn bị trước và nắm lấy cơ hội. Người ta thường nói rằng các cơ hội luôn ưu tiên những người được chuẩn bị, tiền cũng vậy. Nếu bạn muốn kiếm tiền, bạn phải làm việc chăm chỉ chứ không chỉ chú ý đến tất cả các loại thông tin về tài chính trên Internet mà còn phải hiểu về ngành và khả năng của chính bạn. Sử dụng con mắt nhạy bén để nắm bắt cơ hội kiếm tiền, nhờ đó sẽ dễ dàng đi trước người khác, khám phá các cơ hội, nắm bắt cơ hội và cuối cùng dấn thân vào con đường thịnh vượng. Những người thực hiện tốt nhất trong khía cạnh này là người Do Thái. Người Do Thái đầu tiên đã thu thập một lượng lớn thông tin và kết luận rằng có hai ngành có thể trụ được lâu dài trên thế giới, một trong số đó có ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống,
họ có thể tự nắm bắt cơ hội và giành được sự giàu có đáng tự hào trong ngành này. Khả năng tư duy của một người bị hạn chế. Nếu bạn muốn kiếm được số tiền lớn, bạn cần không ngừng học hỏi, rèn luyện và cải thiện tài chính của mình để tư duy kiếm tiền trở nên thành tài sản vĩnh viễn của chính bạn. Lý do mà những người giàu có thể kiếm được nhiều tiền hơn cũng là vì họ có tư duy kiếm tiền và khả năng quản lý tài chính siêu phàm, làm việc âm thầm cho các mục tiêu của riêng họ, cuối cùng đạt được tự do tài chính. Do đó, nếu bạn muốn trở thành một người giàu có, bạn cần thoát khỏi suy nghĩ của những người nghèo, học hỏi tư duy kiếm tiền của những người giàu, hành động để đạt được thành công. Lời Phật dạy. Nghe những lời Phật dạy về an nhiên giúp chúng ta tìm cho mình sự yên bình của thực tại, sống với con người thật của chính mình, trở về với nội tâm yên bình, tĩnh lặng. Chúng ta mong cầu có được cuộc đời an yên, nhưng lại chẳng thể nào tìm ra được phương hướng. Hãy lắng nghe lời Phật dạy về an nhiên để giúp ta tìm được bến đỗ tâm linh vững chắc cho cuộc đời mình. 1. Vạn vật vốn vô sinh vô ngã, nghĩ làm gì khi đã thấy chân như, hãy tỉnh tâm mà an tịnh trong thiền, khai trí tuệ ta đi tìm bến giáp. 2. Mỗi người đều phải tìm thấy sự yên bình, từ bên trong bản thân mình và sự bình yên thật sự không thể bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. 3. Con đường là tự mình đi, cẩn thận chút đừng để ngã, vợ là trời ban yêu thương chút, đừng để mất, bạn bè là để giúp đỡ lên nhau. Giúp nhau chút đó là điều nên làm, hạnh phúc là cảm giác xem nhẹ chút thoải mái trong lòng, phiền não là tự mình chuốc lấy quên nó đi, đừng quấn lấy mãi. Tâm thái là do rèn luyện, cần phải bình thản có tấm lòng yêu thương, tình cảm là từ bồi dưỡng mà thành, cần thuần khiết đơn giản. Thành công là phải trả giá, cần cố gắng và chịu vất vả, thất bại là khó tránh, nghĩ thoáng chút cần chấp nhận. 4. Hạnh phúc không phải là vơ vào cho mình thật nhiều, mà ngược lại bạn nên ban tặng, san sẻ những gì mình có cho người khác, đó mới là hạnh phúc, bản thân hạnh phúc tất vận mệnh sẽ tươi đẹp. 5. Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới, hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú vững chãi và thảnh thơi, phải tinh tấn hôm nay kẻo ngày mai không kịp, cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. 6. Nhân sinh trên đời như thân ở trong bụi gai, tâm bất động, nhân không vọng động, người không động tâm thì không làm bậy. Người động tâm rồi nhất định phải chịu đau đớn, thiện ác sướng khổ đều bắt đầu từ suy nghĩ mà ra. 7. Người thường có tâm nguyện thì khó mà tự tại, tốt nhất nên biến thành hưng nguyện, chỉ nên thành tâm mà làm còn viên mãn hay không phải tùy duyên. 8. Nếu bạn không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn, vì chính tâm bạn không buông xuống nổi. 9. Nam Mô Di Lặc Tôn Phật, nguyện cầu cho tất cả đêm yên giấc an lành, trong niềm vui pháp hỷ, đạo màu đang bước đi, Nam Mô A Di Đà Phật. 10. Phật tại tâm, Phật không ở đền chùa miếu mạo, mà ở trong sự nhận thức, giác ngộ của tự bản thân mỗi người. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội giúp tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, đổi đời giàu có hơn người sau 51 tuổi âm lịch. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.